Đây là con đường để mình đi ra chợ Đà Lạt. Mình ở khách sạn Rung Vàng ở trên đường Lê Đại Hành. Từ khách sạn sang đến chợ Đà Lạt khoảng 5 phút đi bộ. Nhiệt độ ở Đà Lạt hiện tại lúc 5 giờ sáng là 13 độ C. 13 độ C khá lạnh so với người Sài Gòn. Ra đến đường thì một số người dân ở đây đã thức dậy sớm để tập thể dục. Chúng ta đang đi qua cái vùng bình, phía xa là hồ Xuân Hương, rất là đẹp, rất là mộng. Theo người dân địa phương ở đây nói rằng thì chỉ có khi mình đi chợ sớm thì mới mua được thực phẩm từ những cái nhà vườn ra chợ và bán trực tiếp cho mình. Như vậy thì cái giá nó rẻ hơn và thực phẩm nó cũng ngon hơn. Đây là hồ Xuân Hương, lúc 5 giờ sáng, nhiệt độ hiện tại có thể là 12 độ C, lạnh hơn so với ở trong khách sạn. Và bây giờ mình sẽ đi qua chợ Đà Lạt.